Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Zelensky giáng một đòn mạnh vào kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine của Trung Quốc. Thứ Năm ngày 23 tháng 2, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu cho kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine do Tổng thống Zelensky đưa ra. Trong một nỗ lực được nhiều người xem là nhằm phá đám, Tập Cận Bình sẽ đích thân phát biểu tại Liên Hiệp Quốc kế hoạch hòa bình của ông ta. Tờ Bloomberg cho rằng kế hoạch của Tập Cận Bình bao gồm việc ngưng bắn tức khắc và chấm dứt tức khắc tất cả các viện trợ quân sự cho Ukraine. Một kế hoạch như thế sẽ tạo điều kiện cho quân Nga dưỡng quân để sau đó đánh một trận quyết định chiếm lấy thủ đô Kyiv. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Zelensky delivers blow to China's Russia-Ukraine peace plan, nghĩa là Zelensky đánh một đòn mạnh vào kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine của Trung Quốc. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của Trung Quốc nhằm môi giới hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ vài ngày trước khi cuộc xâm lược của Putin chạm mốc một năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch đọc bài phát biểu hòa bình trước Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Sáu, đúng một năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh xâm lược Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông dự kiến sẽ đề xuất một kế hoạch nhằm đạt được hòa bình giữa hai quốc gia vốn đang tiếp tục đấu tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ phía đông Ukraine. Thông tin chi tiết về kế hoạch từ ông Tập, người đã bày tỏ sự đồng cảm với Nga trong bối cảnh phản ứng dữ dội về cuộc chiến lan rộng vẫn còn hạn chế, nhưng đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực trở thành một bên tham gia ngoại giao lớn, bất chấp mối quan hệ căng thẳng với các cường quốc thế giới khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tuy nhiên, kế hoạch của Tập Cận Bình dường như thiếu sự ủng hộ từ Zelensky. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraine xem ra đã bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình tiềm năng nào từ ông Tập, theo hãng tin Ukraine, Ukrainska Pravda. Thay vào đó, ông chỉ ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, kế hoạch mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ấn định vào thứ Năm để bỏ phiếu thông qua. Đối với tôi, dường như tài liệu của chúng tôi, công thức hòa bình của chúng tôi đã được một số lượng lớn các quốc gia ủng hộ và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ ủng hộ nó vào ngày 23 khi nó có một cuộc họp của Liên Hợp Quốc và một cuộc bỏ phiếu về giải pháp tương ứng, ông nói. Đồng thời nói thêm rằng, ông tin rằng điều quan trọng là phải có một quan điểm về vấn đề này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng đề xuất hòa bình của Zelensky vẫn là ưu tiên hàng đầu. Ông cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã chia sẻ với ông một số yếu tố trong kế hoạch của họ, nhưng Ukraine vẫn chưa nhìn thấy kế hoạch đầy đủ. Trong số các điểm nổi bật của kế hoạch hòa bình 10 điểm sâu rộng của Zelensky là khôi phục lãnh thổ Ukraine, rút quân đội Nga khỏi toàn bộ Ukraine và thành lập tòa án đặc biệt để truy tố các tội ác chiến tranh của Nga. Kế hoạch của Zelensky cũng bao gồm các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân, bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, trả tự do cho tất cả các tù nhân chiến tranh, ngăn chặn nạn diệt chủng và xung đột trong tương lai, đồng thời xác nhận kết thúc chiến tranh bằng một văn bản được ký kết chính thức. Mặt khác, Trung Quốc đã không tiết lộ công khai kế hoạch của mình. Interfax Ukraine trích dẫn Bloomberg báo cáo rằng kế hoạch của Tập có thể bao gồm một lệnh ngừng bắn. Nó cũng có thể bao gồm việc ngừng cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine nhằm củng cố các nỗ lực phòng thủ, điều không được đề cập trong kế hoạch của Zelensky. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương cũng lưu ý sự cần thiết phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ. Theo The Guardian, Nga đã phản đối kế hoạch của Zelensky với việc Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov vào tháng 12 đã từ chối đề xuất hòa bình dựa trên các điều kiện rút quân, bồi thường thiệt hại và một tòa án quốc tế. Newsweek đã liên hệ với Trung tâm Báo chí Quốc tế của Trung Quốc để bình luận. Người đứng đầu Liên hiệp Âu Châu kêu gọi thêm đạn cho Ukraine trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc thúc giục hòa bình.
Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề EU chief calls for more armor in Ukraine as top Chinese diplomat urged peace. Nghĩa là người đứng đầu Liên hiệp Âu Châu kêu gọi thêm đạn cho Ukraine, trong khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc thúc giục hòa bình. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Khi người phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu Joseph Borrell kêu gọi các quốc gia Âu Châu cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine khi cuộc xâm lược của Nga sắp tròn một năm. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, kêu gọi hòa bình trước chuyến thăm Mạc Tư Khoa. Trong cuộc họp tại Brussels, Bỉ hôm thứ Hai, Borrell kêu gọi các thành viên của khối nhanh chóng sản xuất và cung cấp đạn dược cho Ukraine để giúp đánh bại Nga. Radio Free Europe, Radio Liberty đưa tin. Đó là vấn đề cấp bách nhất, ông nói tại cuộc họp của các ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu, đồng thời nói thêm rằng nếu chúng ta thất bại trong vấn đề đó, hậu quả của cuộc chiến sẽ có nguy cơ xảy ra. Theo Borrell, Ukraine cần phải ngang tầm trong chiến đấu như các lực lượng Nga, vốn đang bắn khoảng 50.000 viên đạn mỗi ngày, đồng thời cho biết lực lượng Ukraine có pháo nhưng họ thiếu đạn dược. Người phụ trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu cũng nói với các phóng viên rằng Liên hiệp Âu Châu dự kiến sẽ thông qua một đợt trừng phạt mới đối với Nga trước ngày 24 tháng 2, đánh dấu ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm ngoái. Trong khi đó, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cũng chia sẻ quan điểm tương tự đối với cuộc chiến của Nga, nêu bật đề xuất cho phép Liên minh Âu Châu thay mặt các quốc gia thành viên mua đạn dược cho quân đội Ukraine. Theo đề xuất, các thành viên của khối sẽ cung cấp vốn cho Liên hiệp Âu Châu, sau đó sẽ thuê các nhà sản xuất vũ khí, đạn dược để tăng sản lượng, theo Radio Free Europe. Nga sử dụng hàng ngày những gì Liên minh Âu Châu sản xuất mỗi tháng, và với khả năng của ngành công nghiệp quân sự hiện tại, chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong khoảng 6 năm. Vì vậy, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu nói như trên trước cuộc họp Brussels. Trong khi Liên hiệp Âu Châu và NATO tiếp tục kêu gọi hỗ trợ thêm cho Ukraine, Trung Quốc đang thúc giục một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Quan chức chính sách đối ngoại hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, đã kêu gọi đàm phán hòa bình để giúp ích cho thế giới và đặc biệt là Âu Châu, Reuters đưa tin. Chúng tôi muốn một giải pháp chính trị để cung cấp một khuôn khổ hòa bình và bền vững cho Âu Châu, ông Vương cho biết. Vương Nghị sẽ thăm Mạc Tư Khoa vào đầu tuần này để thảo luận về tầm nhìn của Trung Quốc đối với một giải pháp chính trị cho cuộc chiến. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov hôm thứ Hai đã không loại trừ khả năng có một cuộc gặp giữa Vương và Putin. Trong cuộc nói chuyện gần đây với Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Zizato, ông Vương nói rằng Hung Gia Lợi và Trung Quốc cùng tuyên bố rằng họ sẵn lòng hợp tác với các quốc gia yêu chuộng hòa bình khác để chấm dứt tình trạng thù địch hiện tại càng sớm càng tốt. Trung Quốc, đồng minh của Nga, chưa bao giờ thừa nhận xung đột ở Ukraine là chiến tranh hay xâm lược. Tuy nhiên, ông Vương cho biết tại một hội nghị ở Munich vào cuối tuần qua rằng Bắc Kinh sẽ sớm đề xuất một lập trường mới về cuộc chiến dưới hình thức một tài liệu có thể đi kèm với bài phát biểu hòa bình được mong đợi của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu, đánh dấu một năm của cuộc chiến. Cho đến nay, Putin không có dấu hiệu đầu hàng, mặc dù quân đội của ông tiếp tục gặp phải một số thất bại ở Ukraine. Lực lượng của anh ta đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới vào mùa xuân. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây cho biết, cuộc tấn công mới của Nga ở miền đông Ukraine bắt đầu với việc quân đội tiến gần hơn đến việc kiểm soát thị trấn chiến lược Bakhmut ở vùng Donbass. Chúng ta không thấy dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho hòa bình. Những gì chúng ta thấy là Tổng thống Putin và Nga vẫn muốn kiểm soát Ukraine. Chúng ta thấy cách họ gửi thêm binh lính, nhiều vũ khí hơn, nhiều khả năng hơn. Thực tế là chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc tấn công mới rồi. Newsweek đã liên hệ với các bộ ngoại giao Nga và Ukraine để bình luận. Kiểm tra thực tế. Khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc có thể mang theo EMP để kích nổ ở Hoa Kỳ không? Xung đột điện tử hay Electronic Magnetic Pulse, gọi tắt là EMP, là một đợt bùng nổ tăng lượng điện tử trong thời gian ngắn. Nguồn gốc của EMP có thể là tự nhiên, như trong trường hợp sét đánh hoặc nhân tạo. Nó có thể làm gián đoạn liên lạc và làm hỏng hết điện tử ở mức năng lượng cao hơn,
EMP chẳng hạn như sét đánh có thể gây hư hại vật lý cho các vật thể như tòa nhà và máy bay. Trung Quốc được tường trình đã có các tiến bộ trong lĩnh vực chế tạo vũ khí EMP giải phóng năng lượng cao trong tích tắc, được thiết kế để phá vỡ cơ sở hạ tầng không được bảo vệ. Trong thời chiến, cách sử dụng có khả năng nhất là khiến mạng lưới điện của một quốc gia ngừng hoạt động. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Fact Check: Could Chinese spy balloon carry MPP to detonate over US? Nghĩa là kiểm tra thực tế. Khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc có thể mang theo EMP để kích nổ ở Hoa Kỳ không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Sự xuất hiện của khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn hạ hồi tháng 2 đã làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia và công nghệ mà Trung Quốc sở hữu để tấn công vào Mỹ. Tuần trước, trong cuộc họp đầu tiên kể từ khi phát hiện ra nó, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã không xin lỗi khi gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, là người đã gọi vụ việc là không thể chấp nhận được. Blinken lưu ý rằng Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất chặn được khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, nhưng những tuyên bố đầy lo lắng rằng nó có thể mang đến một EMP hay xung đột điện tử tải trọng có sức tàn phá lớn đã bắt nguồn từ trên mạng. Một dòng tweet do Sinovich đăng vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 được xem hơn 3 triệu lần, bao gồm một đoạn clip của nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones trên InfoWars thảo luận về khả năng Trung Quốc sử dụng khinh khí cầu để phân phối các thiết bị EMP trên khắp Hoa Kỳ. Trong đoạn clip, Jones cho biết khinh khí cầu gián điệp được nhìn thấy ở Mỹ rất có thể là một gói vũ khí EMP hoặc một gói thử nghiệm để kiểm tra một cuộc tấn công EMP, Jones nói. Và bạn có thể đặt cược một cách chắc ăn rằng Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng nghìn quả hỏa tiễn trong số đó để phóng và gửi qua Bắc Cực ngay vào Hoa Kỳ. Họ có thể kích nổ chúng ở bất kỳ mục tiêu nào họ muốn. Và với chục quả như vậy, bạn bảo đảm sẽ hạ gục mọi thứ trên mặt đất ở Mỹ. Một tuyên bố tương tự đã được lặp lại vào ngày 16 tháng 2 năm 2023 bởi nhà hoạt động cách mạng Laura Loomer, người đã trả lời một dòng tweet của Tổng thống Joe Biden về các mạng sạc xe điện của Hoa Kỳ, đã viết: điều này sẽ không thành vấn đề khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một cuộc EMP ở Hoa Kỳ. Bây giờ họ biết rằng không có hậu quả nào đối với việc gửi bóng do thám để thực hiện một cuộc tổng dợt EMP ở Mỹ. Khi lưới điện bị tấn công và chúng ta không có xe điện, thì xe điện sẽ có ích gì? Theo báo cáo năm 2018 của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, gọi tắt là DHS, thuật ngữ EMP dùng để chỉ xung điện tử do thiết bị hạt nhân hoặc thiết bị phi hạt nhân gây ra. Xung điện tử hạt nhân, gọi tắt là NEMP, là một vụ nổ bức xạ điện tử được tạo ra bởi một vụ nổ hạt nhân làm điện trường và từ trường thay đổi nhanh chóng. Báo cáo nói rằng các thiết bị điện tử tiếp xúc với EMP, đặc biệt là các thành phần bán dẫn, có thể không hoạt động bình thường cho đến khi được cung cấp năng lượng theo chu trình, hoặc có thể bị hỏng do điện áp hoặc dòng điện tăng vọt. Độ cao của vụ nổ là rất quan trọng, vì các vụ nổ ở độ cao dưới 20 km chỉ gây ra các hiệu ứng nhỏ. Tuy nhiên, một EMP tầm cao có thể tạo ra một xung ở mức hàng chục kV ở trên 1 mét với bán kính tác động từ hàng trăm đến hàng nghìn km. Rõ ràng, một cuộc tấn công như vậy có thể gây ra tác động đáng kinh ngạc đối với Hoa Kỳ, ngay cả khi một số thiết bị điện tử có gắn bảo vệ chống xung. Như DHS tuyên bố, một cuộc tấn công vào dây dẫn trên lưới điện nếu nó không được cấu hình đúng cách có thể dẫn đến sự việc sập điện áp của hệ thống đó. Do đó, sự xuất hiện của khinh khí cầu gián điệp trên khắp Hoa Kỳ, đặc biệt là ở gần các trung tâm an ninh quốc gia, đã dẫn đến lo ngại rằng một cuộc tấn công như vậy có nhiều khả năng xảy ra, vì khinh khí cầu dường như trốn tránh sự phát hiện. Tuy nhiên, hai chuyên gia về vũ khí hạt nhân cho rằng, mặc dù về mặt kỹ thuật có thể sử dụng khinh khí cầu cho một cuộc tấn công như vậy, nhưng điều đó là không thực tế và không hợp lý, đặc biệt là do Trung Quốc có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy bằng các phương tiện tinh vi hơn. Giáo sư Andrew Futter, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Leicester, chuyên về các vấn đề vũ khí hạt nhân đương đại, nói với Newsweek rằng nó cần phải là một quả khinh khí cầu rất lớn với trọng lượng có thể có của thiết bị và trong mọi trường hợp sẽ không phải là một động thái hợp lý. Futter nói,
Đầu tiên, những quả khinh khí cầu di chuyển chậm sẽ dễ dàng bị phát hiện và bắn hạ. Thứ hai, sẽ hợp lý hơn nhiều nếu tạo ra loại hiệu ứng này thông qua một hỏa tiễn đạn đạo di chuyển nhanh hơn nhiều, khó đánh chặn hơn và gây nhiều bất ngờ hơn. Thứ ba, sẽ là một canh bạc lớn khi tiến hành một cuộc tấn công EMP mà không có kế hoạch đối đầu quân sự lớn và có thể là đối đầu hạt nhân, vì EMP rất có thể sẽ kích hoạt một vụ nổ hạt nhân trên lãnh thổ của đối phương. Nếu Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác theo đuổi điều này như một cuộc tấn công, bất kể ý nghĩa của nó là gì, thì việc kích nổ vẫn có thể đạt được mà không cần điều khiển hoặc điều khiển từ xa. Ví dụ, cả hai quả bom hạt nhân Fat Man và Little Boy đều lần lượt phát nổ ở Nagasaki và Hiroshima ở độ cao hàng thập kỷ trước khi nó có thể điều khiển hoặc điều khiển từ xa. Đối với Futter, trong các cuộc tấn công EMP, rõ ràng là mối quan tâm lớn thì hầu hết các chính phủ và quân đội đã bắt đầu củng cố các hệ thống liên lạc chính và cơ sở hạ tầng khác để chống lại các hiệu ứng EMP. Tiến sĩ Gary Samore của Đại học Brandeis, người đã làm việc trong chính phủ Hoa Kỳ hơn 20 năm, tập trung vào kiểm soát vũ khí hạt nhân và ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân, cũng nói với Newsweek rằng việc sử dụng khinh khí cầu sẽ không mang lại phạm vi tấn công hiệu quả. Sẽ không có ý nghĩa gì khi sử dụng khinh khí cầu do thám Trung Quốc để cung cấp thiết bị EMP vì tầm bay của nó, hoặc 18 km hoặc 11 dặm, là quá thấp để đạt được hiệu quả tối đa, Samore nói. Hơn nữa, khinh khí cầu chậm hơn nhiều và dễ bị phòng không tấn công hơn so với hỏa tiễn đạn đạo. Nếu Trung Quốc triển khai một thiết bị EMP chống lại Hoa Kỳ, nó sẽ được gắn vào một hỏa tiễn đạn đạo tầm xa liên lục địa được kích nổ ngoài không gian trên lục địa Hoa Kỳ. Mặc dù chính trị gia như dân biểu Marjorie Taylor Greene đã bày tỏ lo ngại về việc khí cầu mang theo EMP, nhưng có vẻ tính phi thực tế cao của một hệ thống như vậy, đặc biệt là với khả năng tiếp cận vũ khí hiệu quả hơn của Trung Quốc, khiến mối đe dọa trở nên khó xảy ra. Người ta có thể gợi ý rằng Trung Quốc có thể tung một khinh khí cầu đến đất Mỹ, thậm chí có thể tung đến nửa tá thiết bị như vậy, như Jones đề xuất. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc làm như vậy, các khinh khí cầu sẽ phải thực hiện đường bay thành công tới Mỹ và trốn tránh các cảnh báo phản gián và quân đội ở tốc độ chậm, trong khi cùng một thiết bị như thế có thể được bắn ra từ các bệ phóng với tốc độ cao hơn, cơ hội trốn tránh và độ chính xác cao hơn. Các mối đe dọa về các cuộc tấn công hạt nhân trên khắp thế giới chắc chắn đã làm tăng cảm giác lo lắng, đặc biệt là sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Các chuyên gia truyền hình Nga đầu tháng này đã cảnh báo rằng Điện Cẩm Linh đủ điên rồ để sử dụng vũ khí hạt nhân. Đồng minh của Putin và người đứng đầu Cộng hòa Chechnya của Nga, Ramzan Kadyrov, trước đây đã ủng hộ việc sử dụng loại vũ khí này ở Ukraine. Newsweek đã liên hệ với InfoWars và Lumer để nhận xét. Như các chuyên gia đã nói với Newsweek, mặc dù về mặt kỹ thuật có thể chế tạo một khinh khí cầu có khả năng mang trọng tải EMP cần thiết, nhưng nó không chỉ khó lập biểu đồ mà còn dễ bị can thiệp quân sự cùng các vấn đề khác. Trong trường hợp Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác tiến hành một cuộc tấn công EMP trên đất Mỹ, lựa chọn hợp lý hơn và thực tế hơn là sử dụng một bệ phóng hỏa tiễn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.